Như hôm trước tôi đang nói về cái cách chúng ta thiết lập dữ liệu trên hàng đợi và ngăn xếp mà dựa trên cái mô tả trực tiếp bằng 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 cái bằng bằng cấu trúc list của Python. Đấy. Thì hôm trước tôi nhớ là như vậy. Thì cái buổi hôm trước thì nó có một cái vấn đề là gì? Vấn đề là như thế này. Đây tôi nhắc lại buổi hôm trước thì chúng ta tức là buổi hôm trước tôi nói về cái cấu trúc hàng đợi và ngăn xếp. Đã mô tả một cách thiết lập hàng đợi ngăn xếp đơn giản ở trên ở trên trên trên, trên Python và thiết lập một cấu trúc đơn giản. Là một cái cách đơn giản tạo ngăn xếp này và hàng đợi. Đó là buổi hôm trước. Thì tôi nhắc lại một chút là cả hai cái hàng đợi và ngăn xếp ấy, ngăn xếp nó là stack này. Ngăn xếp này, hàng đợi là queue này, thì nó đều bắt buộc theo lý thuyết nó phải hỗ trợ bốn cái lệnh. Lệnh thứ nhất là lệnh là tạo một ngăn một cái một ngăn xếp rộng, tạo một ngăn xếp rộng, đây là tạo một cái hàng đợi rộng bằng cái lệnh là như này, là s bằng stack như thế này, còn bên này là q bằng q. Đấy, đó là lệnh thứ nhất bắt buộc phải làm, mà lệnh này yêu cầu là phải là không một thời gian. Đấy. Thì lệnh thứ hai quan trọng là lệnh là đưa kiểm tra cái tính rỗng có rỗng hay không bằng cái lệnh là is empty s, bên này nó sẽ là is em thì giống hệt nhau empty cube, nó trả về là true nếu mà cái hàng đợi hay là cái ngăn xếp này là rộng, còn trả về là false nếu mà nó không rộng. Thì cái này cũng yêu cầu là một không một thời gian. Đấy. Và lệnh thứ ba mà hôm trước qua chúng ta nói là cái lệnh là đưa một phần tử, đưa một phần tử vào ngăn xếp, bên này là đưa một phần tử vào hàng đợi. Và hàng đợi. Đấy. Thì lệnh này là lệnh nào? Là lệnh push. Push. Đưa phần tử x vào s. Còn đây là lệnh là unqueue. Unqueue. Queue x. Đưa x vào hàng đợi. Lệnh này yêu cầu cũng phải là 01. Và cái lệnh này cuối cùng cần phải biết là lệnh là lấy một phần tử ra vì cái cấu nhắc lại là cái cấu trúc của ngăn xếp và hàng đợi đều là cấu trúc tuyến tính, một lần một chỗ có một chỗ vào và một chỗ ra. Đấy. Thì cái lệnh lấy tên tử ra là cái lệnh pop pop như này, pop s, nó trả về một phần tử ở trên đầu của s gì và giảm sẽ đi một phần tử lấy ra, còn bên này nó là lệnh là dequeue, lệnh này cũng phải là 01. Thì đây là cái cấu trúc chung của cái cấu chung thì hôm trước tôi đã lập trình rồi đấy, thiết lập hôm nay có thể tôi làm lại một lần cho các bạn xem.
lại một lần để cho các bạn xem cái cách tạo ra hai cái này sử dụng mà người ta thiết lập này, nhắc lại lần trước đây là một chữ, nhắc lại thiết lập hai cấu trúc trên, hai cấu trúc stack nhé và hàng đợi bằng 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 list đơn giản, bằng list đơn giản trên Python. Bạn kiểm tra xem là cái thiết lập này là có đúng không hay không. Đấy. Đây mình tôi làm cái này cho bạn xem nhé. Đây. Làm trên một file thì lần hai file là trên một file thì cho nó dễ nó dễ nhìn nhé. Đây thiết lập này. Thiết lập đồng thời stack và queue trên Python độ là đơn giản nhé. Đây chính là buổi hôm trước đấy mà tôi mới viết lần lại để cho chúng ta hiểu. Hôm nay là buổi 12, đây là stack một. Chúng ta sẽ làm lần lượt thiết lập lần lượt là thiết lập lần lượt là bốn bốn cái hàm này, bốn cái hàm này nhưng mà cho cả hai bên, cho cả hai bên chưa để ta chung trong là trong trong một tệp thôi nó dễ nhé. Thì đầu tiên là def stack, đây là cái lệnh bình thường thôi, lệnh như này đúng không? Đây là cái lệnh mà sẽ tạo ra một cái stack rỗng, tạo ra một cái mà hành khách để chúng ta dùng list rỗng, cho nên là nó trả về là như sau, return như này, đơn giản như này. Tiếp theo là đối với hàng lệnh cũng vậy, hàng lệnh này, và cũng trả về như vậy. Chưa? Lệnh tiếp theo là cái lệnh kiểm tra rỗng, hai bên là nó giống nhau chứ tôi chỉ làm một hàm thôi cho cả hai bên luôn nhé, một hàm thôi vì nó thì làm thứ ba là def is empty vì nó giống nhau chỉ là một cái thôi, ở bên trong là một cái túi gì đó tôi biết là t, t này có thể là cái t này có thể là hoặc là s hoặc là q nha, hoặc là q thì nó chỉ nó là giống khi chỉ khi là cái t là cái là cái là cái list rỗng là khi chỉ khi t có độ dài bằng bằng không vậy nó sẽ return như này, return là len t thì ba cái này là dễ. Bây giờ tôi sẽ làm cái lệnh khó hơn là đối với s thì là đưa vào S thì là đưa vào bằng lệnh push và đưa ra bằng lệnh pop bằng cái hàm pop. Còn hàng đợi thì đưa vào bằng lệnh ăn queue và đưa ra bằng lệnh để queue. Chúng ta làm được làm cái này nhé. Vì nó rất đơn giản thì là đây. Đầu tiên là lệnh push đưa một phần tử vào S đây. Đưa 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 phần tử X vào cái vào cái ngăn xếp S. Cái này là rất đơn giản như sau là chúng ta s chúng ta append đưa vào cuối của chỉ lệnh này thôi, đưa vào cuối của s lệnh này, lệnh này đối với list lệnh này nó chỉ là không một thời gian thì nó hoàn toàn thỏa mãn. Tiếp theo là cái lệnh là lấy ra là pop, lệnh này sẽ lấy ra phần phần tử S là cái hàng là cái hàng là ngăn xếp lấy vào lấy ra cùng một chỗ. S thì là như thế này. S gì đây? Và đưa vào và lấy ra cùng một chỗ. Đưa vào đây là push. SX thì đưa vào cái là dùng lấy append, append để đưa vào. Đây là một cái list. Còn đối với hàng lấy ra
thì ta dùng lệnh pop, thì ta vẫn dùng lệnh pop để ta đưa ra là như sau, là return return s chấm pop. Lệnh pop này là lệnh pop của list ở trong trong Python, là nó trả về cái phần tử cuối cùng của một dãy, đồng thời và nó xóa phần tử ấy đi, chỉ lệnh pop này, và cả hai lệnh này đều là không một thời gian. Đấy. Thì cả bốn cái lệnh đối với hàng đối với ngăn xếp này đều thỏa mãn, đều thỏa mãn. Cho nên là đối với ngăn xếp thì ngăn xếp mà stack ấy, thì cái lệnh trên là hoàn toàn thỏa mãn điều kiện về thời gian, vì đưa vào này cũng là không một thời gian, đưa ra này cũng là không một thời gian. Lệnh pop này, lệnh pop của mà tôi vừa nói là cái lệnh mà s chấm pop này này, nó là không một thời gian, cho nên là đối với s concept này thì hoàn toàn thỏa mãn điều kiện, cho nên chúng ta ưng. Cho nên đối với concept chúng ta không làm lại nữa, mà chúng ta dùng chính cái này chúng ta sử dụng là ổn. Đó. Bây giờ tôi làm tiếp sang đối với hàng đợi thì nó phức tạp hơn. Hàng đợi chúng ta sẽ làm hai lệnh, một là cái lệnh là unQueue và hai là dequeue. Unqueue đây đối với hàng đợi thì như thế này, đối với hàng đợi thì như thế này. Đây, chúng ta dùng list đây nhé. Chúng ta đưa vào thì là unqueue. Unqueue quy x. Chúng ta vẫn dùng lệnh là append. Còn lấy ra thì lấy em từ ở đây. Vì tự nhiên là hàng đợi là nó phải là gì? Hàng đợi là nguyên tắc của nó là đến trước ra ai ai đến trước ra trước, ai đến sau thì ra sau. Như là xếp hàng ấy. Ai xếp hàng trước thì ra trước, ai xếp hàng sau thì ra sau, khác hẳn đối với ngăn xếp. Ngăn xếp là ta là nguyên tắc là vào sau ra trước, vào sau ra trước, còn cái này là vào trước ra trước, đó là hàng đợi nhé. Đợi queue thì đưa vào bằng ăn queue và lấy ra bằng cái gì, tôi sẽ ngay là ngay bây giờ đây. Đây chúng ta làm cái df của ăn queue. Qx phải đưa vào, thì đưa vào vẫn dùng, vì là đưa vào phía cuối vẫn dùng lệnh là gì, dùng lệnh append, dùng lệnh q append như này, append x. Đấy. Thì lệnh này vẫn là không một thời gian, nhưng mà lệnh này là chuẩn, chỉ có bây giờ là khó hơn này, def này, bây giờ dq thì là khó nhất này, là cái mà phá bỡ này, dq này, q là nó sẽ lấy lệnh này này, là nó sẽ lấy ra một phần tử ở đâu thì chúng ta dùng gì, chúng ta dùng lệnh là q pop không, lấy ra phần tử từ đầu, lệnh là lấy ra từ đầu lệnh pop không. Còn bên thằng này, thằng đối với ngăn xếp chỉ là pop không này, lệnh pop không như này này. Đấy. Còn đây là lệnh pop không cơ. Đấy. Thì lệnh này là không một thời gian, chúng ta biết rồi. Còn lệnh này này, khi nó lấy ra nó phải dồn phần tử này lại, nhưng mà dồn nó lấy ra phần tử đầu tiên, nó dồn phần tử sau lại thì nó sẽ mất là không n thời gian, chứ cái này là không n thời gian nhé. Đấy. Thì queue là như sau, nó sẽ return queue.pop không. Đấy. Được chưa? Đấy, nhưng mà chúng ta vừa xây dựng xong tất cả các cái lệnh hàm đối với list đơn giản của ngăn xếp và hàng đợi, thì với ngăn xếp thì là chuẩn, nhưng với hàng đợi thì không chuẩn. Như vậy với hàng đợi thì mà ven đợi thì lệnh này nó sẽ là không n thời gian, cho nên với hàng đợi thì như sau, là lệnh thứ nhất, lệnh thứ hai, lệnh thứ ba là ok. Lệnh là đây là tạo một cái hàng đợi rỗng này. Lệnh thứ hai là lệnh kiểm tra rỗng hay không này. Lệnh thứ ba là đưa vào này, thì là ok, là không một thời gian. Còn cái lệnh thứ tư là lệnh lấy ra đấy, lấy ra một phần tử, lấy ra một phần tử của hàng đợi, thì nó mất là không n thời gian. Và suy ra là đối với
hàng đợi thì cái cách làm này là không chuẩn, không chuẩn. Được rồi, thế thì là chưa chuẩn. Bây giờ chúng ta cần thiết lập một cái mô hình khác để cho hàng đợi nó chuẩn theo đúng cái mô hình. Như vậy bài toán đặt ra là gì? Bài toán đặt ra là gì? Bài toán là cần thiết lập một cái mô hình hàng đợi, sao cho thỏa mãn tất cả các điều kiện. Điều kiện của cái cấu trúc dữ liệu này, của cái cấu trúc này. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái này, hôm nay là hôm trước chưa kịp làm này. Đấy, thì bây giờ chúng ta làm nôm na là chúng ta phải xây dựng một cái hàng đợi Q để sao cho là nó thỏa mãn, là một là tạo tạo một Q rỗng, hai là kiểm tra Q có rỗng hay không, ba là đưa một phần tử vào, đưa một phần tử vào cuối của hàng đợi, xếp hàng đưa một phần tử hàng đợi vào cuối đuôi của Q, và thứ tư là lấy ra phần tử, lấy ra một phần tử ở đầu hàng, ở đầu hàng đợi mà đảm bảo tất cả cái này đều gọi là không một, cái này là không một, này là không một, mà thằng này là không một thời gian. Mà cái này thì dễ rồi, chúng ta thấy là vừa chúng ta làm bằng list là ngon lành. Có cái này là khó nhất đấy. Lại như vậy là vì chúng ta sửa, chúng ta sửa như sau. Bây giờ vấn đề là chúng ta phải thiết lập cái hàng đợi, vẫn làm cái list như này, làm cái list. Đây là đầu, đây là đầu vào đây, đây là đầu ra đây. Đây là đầu vào đây nhé, đầu ra đây. Làm thế nào để mà đầu vào này đưa một dữ liệu vào bằng lệnh, bằng lệnh append mà nó vẫn thì, mà nó không một thời gian là chuẩn rồi, nhưng mà lấy ra bằng cái gì? Lấy ra thì không thể dùng lệnh là pop không được, lệnh này là sai. Bây giờ phải đọc cách khác. Thì như vậy tất cả nó nằm ở cái lệnh này, cái lệnh này là lệnh đề queue đây, đề queue quy làm thế nào để mà lệnh đề queue này nó là không một thời gian đấy. Được chưa? Thì cách làm là cách làm là như sau. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập một cái dãy đây. Vẫn làm cái list, đây là phần tử đầu tiên của list đây. Đó, nha. Rồi, khi mà chúng ta mà lấy ra thì chúng ta không 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 dùng lệnh pop, mà chúng ta duy trì một cái chỉ số, một cái chỉ số. Chỉ số này là chỉ ra cái phần tử đầu, phần tử là cái chỉ số đầu tiên của cái hàng đợi đó, còn ở cuối của nó, chỉ số cuối nó vẫn là cái cuối đấy rồi, lại vậy đưa vào vẫn là vẫn như cũ. Còn lại lấy ra là như nào? Lấy ra là như sau, lấy ra là như sau, rất đơn giản như sau. Đây là một cách làm mẹo. Lấy ra là như sau, là chúng ta lấy phần tử này ra, lấy phần tử này ra, lấy phần tử, lấy phần tử này ra. Cái việc lấy phần tử ra của một cái list, của một cái phần tử, của một cái dãy list nó vẫn là không một thời gian, nhưng mà chúng ta không xóa đi đấy, không dùng lệnh pop. Dùng lệnh pop xóa là tự thành là sai ngay, mà chúng ta sẽ dịch chuyển cái ô này sang bên cạnh. Anh vậy chúng ta duy trì một cái chỉ số đặt tên là nó là front nha, đặt tên là front. Anh thấy thật là cho nó vui vẻ là Fran Fran ID IDX đi. Đây là cái chỉ số phần tử đầu tiên, phần tử đầu tiên của hàng đợi, hàng đợi. Được chưa? Đó, ta cần 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 chỉ số này. Thì cái là như sau, khi tôi lấy ra, sau tôi cộng cái này tăng lên một đơn vị là được.
thằng này chuyển lên đây đấy. Để nó lại trở về hàng đầu. Thì như vậy là luôn luôn nằm ở phía đầu tiên. Thì cái lệnh mà lấy ra này là không một thời gian, cái lệnh là chuyển tăng lên một cái vị cũng là không một thời gian, như vậy là toàn bộ cái việc lấy ra này là không một thời gian hết. Đấy. Thì cái làm này là mẹo ý, nhưng làm cho chúng ta bảo đảm là cả hai đầu đều là đưa vào và lấy ra đều là gì, đều là không một thời gian. Như vậy chúng ta lại nhé, chúng ta làm lại này, chúng ta sẽ thiết lập một cái hàng đợi queue, nó làm một cái bảng hai chiều như này, một cái bảng một chiều như này, và chúng ta duy trì một cái chỉ số ban đầu. Chỉ số đây là mô tả cái đây là phần là, đây là nó là front front i dx là cái chỉ số đầu của Q, ta lưu này, và đây là Q. Và chúng ta lưu hai tham số, như vậy suy ra là cái hàng đợi của chúng ta nó sẽ gồm có hai tham số. Cái hàng đợi của chúng ta là nó sẽ gồm có hai cái, một là cái list đặt tên là Q chẳng hạn, hay là tên Q nhỏ nhé, Q nhỏ nhé, còn Q lớn thì dùng để ra bên ngoài. Đây tôi có cái này là cái Q lớn, cái Q nhỏ như này. Và cái hai là cái chỉ số là front IDX, chúng ta lưu hai cái. Và muốn như vậy thì chúng ta phải thiết lập một cái cấu trúc dữ liệu mới, chứ không thể nào mà dùng list bình thường được. Đó, thì bây giờ tôi sẽ cùng nhau chúng ta cùng nhau thiết lập cái mô hình nhà. Đây, chúng ta sẽ thiết lập mô hình hàng đợi chính xác nhé. Đây, và chính xác như này thì nó chúng ta khi trong các chương trình về thuật toán nó mới chuẩn được. Cái dùng cái Q này, cái Q bên này nó không chuẩn, bởi vì cái khi chúng lệnh để Q này nó mất không n thời gian và những ảnh hưởng toàn bộ tất cả các thuật toán của chúng ta. Tôi cần làm thật chuẩn. Đây đây chính là chuẩn đây. Tôi sẽ ghi lại này. Lệnh này chính là Q. Q bình thường, được chưa? Rồi, chính xác nhá. Thỏa mãn tất cả các yêu cầu. Thì chúng ta phải dùng gì? Chúng ta phải dùng cái mô hình OOP, mô hình là lập trình hướng đối tượng của Python. Đấy. Nhé, thì bây giờ tôi bắt đầu mô tả này, rất đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ dùng mô tả dùng kia một cái class, tạo một class nhé, dùng chính class này là Q đây, class này nhé. Class này này thì class này nó gồm có hai tham số, tôi định nghĩa kia init tham số thứ nhất là cái em tham số thứ nhất là cái gì, là chính là cái list, đó tôi sẽ hiệu là q đi, q. Và tham số thứ hai cái hiệu là front front idx là cái chỉ số đầu tiên của hàng đợi, mà tôi sẽ dùng hai cái này. Thì cái q này tôi để mặc định là rỗng, còn cái front id này tôi để mặc định là gì, tôi để mặc định là không, là chỉ số đầu tiên này. Đấy. Để như sau này. Rồi, cell.q là cái nội dung của cái hàng đợi đấy, chính là bằng q. Còn cái thứ hai là cell.front idx. Vậy tôi tạo ra cái lớp này nó đơn giản như vậy thôi, đúng không? Rồi, thế bây giờ tôi dựa trên đây, tôi bắt đầu tôi mới viết bốn cái hàm tôi cần cần phải viết. Bốn cái hàm giống như bên này này. Bên này này. Là cái hàm gì? Hàm mà tạo cái hàng đợi rỗng này, kiểm tra có empty, kiểm tra có là rỗng hay không này. Rồi là cái hàm unQueue này, rồi cái hàm để queue giống giống như bên này. Đó, thì tôi làm bên này nhé. Đơn giản để làm như này. Đầu tiên là cái tạo cái hàm là rỗng, không có rỗng không cần à, tạo cái nó có dùng class thì là nó có sẵn rồi, thì cái lệnh mà lệnh tạo queue rỗng là nó có sẵn rồi nhé.
Rồi, thì bây giờ tôi làm ở đây. À, tôi giờ đầu tiên tôi dùng cái biết cái hàm is empty. Q. Được chưa? Đấy, thì cái thì nó trả lời như sau, thì là nó cái hàm này nó chỉ cái hàm mà hàm này nó trả về true chỉ khi là cái Q nhỏ ở đây nó làm có chiều dài bằng 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 không. Vậy nên vậy chúng ta return, chúng ta nhớ đây là cái Q này là một cái phần tử của cái hàng của cái lớp này nhé, của lớp trên này nhé. Return là len của Q chấm Q chỗ này hơi không. Vì cái Q này là nó nằm trong cái lớp mà là một cái extension của cái lớp này mà vì cái lớp này thì nó mới có cái hai cái thuộc tính là Q và front ID được. Đấy. Rồi chúng ta làm cái lệnh tiếp theo này. Def của unQ Q X thì làm như thế nào? Rất đơn giản, chúng ta chỉ nạp nó vào khi là xong. Chúng ta làm như sau, chúng ta dùng Q chấm Q là phần tử của nó nhé, và append X này nó đơn giản như vậy thôi đó. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta làm cái lệnh là lấy ra để Q. Đấy, Q lấy ra thì muốn lấy được thì chúng ta phải 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 bảo đảm rằng là nó là à không, xin lỗi, chỗ này hơi bị nhầm nhé, lên này này tôi bị sai đấy, cái này không phải là len của Q đâu, nhắc lại chỗ này sửa tôi bị nhầm chỗ này này nhé. Đợi tôi một chút, đây hàng liệu chúng ta là như này này, đây nhé, đây là cái hàng liệu chúng ta, đây là phần tử đầu đây này. Cái chỉ số này chính là len của Q chỉ một thì độ dài của nó là cái này cơ, là cái này. Đấy. Như vậy là gì? Nó sẽ bằng rỗng khi và chỉ khi khi chỉ khi là cái này này trừ đi cái này là nhỏ hơn, là cái len nó phải lớn hơn, tức là nó cái Q là rỗng, viết lại Q là rỗng khi và chỉ khi và chỉ khi cái là cái này, thì chỉ khi là cái đây để khi chỉ và chỉ khi là cái đây là cái len này này chỉ khi là cái front, tôi hơi nhầm đấy, nhân IDX lớn hơn len của Q chỉ một. Này mới đúng này, len Q chỉ một là cái này, khi chỉ khi cái này nó vượt quá nó nằm bên này này thì là rộng, đây chỉ điều kiện là rộng nhé, nhưng tôi phải sửa lại như sau, tôi hơi biết hơi nhầm đây, khi và chỉ khi rộng đây, khi chỉ khi như sau này, return cái điều kiện là q q chấm này front idx lớn hơn len của q chấm q nhỏ chỉ một, cái này nhé. Hơi khó, đúng là hơi khó một tí, các bạn với các bạn mới hơi khó nhé, tôi làm ta sẽ điều chỉnh sau. Rồi tiếp theo là muốn lấy ra làm như sau, lấy ra tôi sẽ phải mà muốn lấy ra một cái phần tử thì chúng ta sẽ phải lấy ra cái phần tử này, chúng ta tăng cái này lên 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 một đơn vị, tăng cái chỉ số lên lên một đơn vị, ta làm như sau, chúng ta sẽ đặt x để kiểm tra đã, if not is empty thì nó ta mới trả lại, không thì ta
Thì kiểu nếu mà QR khác giống thì chúng ta mới lấy ra, còn nó không thì chúng ta trả về nôm, trả về năm đúng không? Đây, chúng ta lấy x gì, chúng ta gán bằng là q chấm q, và lấy cái phần tử gì, lấy cái phần tử là fran y dx, lấy ra sau chúng ta tăng cái fran y dx tăng lên một đơn vị, chỉ số tăng lên một đơn vị y dx cộng một, xong chúng ta mới return x. Còn nếu mà không có gì thực hiện không gì thì else, lần nào thì else return không có gì. Thì đây trước đây là chúng ta mô tả như vậy, là cái lệnh này này, lệnh này là append vào, lệnh này là không một thời gian, cái lệnh này là kiểm tra, cái này là không một thời gian, lấy cái này ra là không một thời gian, tăng lên không một vàng, như vậy toàn bộ cái này là không một thời gian. Chị, vì cho chạy thử một cái nhé, đúng không nhé? Đây, tôi chạy thử này. Trình chính cho chạy thử rồi, đúng không nhé? Chương trình chính. Tôi giả sử A bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Này nhé. Rồi, tôi đặt gọi Q là bằng Q. Đây chính là cái lệnh gọi gọi cái hàng đợi rỗng đây, lệnh này này, lệnh này là gọi là tạo ra một hàng đợi rỗng. Đây chính là cái lệnh số 1, lệnh số 1 của chúng ta tạo ra một hàng đợi rỗng, chính là cái lệnh này này, tạo quy rỗng này. Đấy, chúng ta sử dụng cái cách tạo một phần tử của một cái lớp đây, đây chính là cái lớp quy đây này. Đấy, được chưa? Đó. Thì bây giờ sau đó chúng ta sẽ đưa nó vào for x in a, chúng ta đưa vào quy nhé. Chúng ta dùng lệnh là gì? Dùng lệnh là ăn q q q x. Bây giờ chúng ta sẽ in thử ra, đúng, cho ta print thử cái q.q ra là có đúng không? Và chạy thử nha, chúng ta thử nào. Đây có hai dấu. Nào, chạy thử nhá. Đây này. Đấy, đây chính là cái hàng đợi chúng ta đưa vào đấy. Rồi, bây giờ chúng ta làm thử tiếp theo nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra này nhá, chúng ta sẽ lấy ra này. Đây. Chúng ta sẽ lượt lấy ra nhé. Bây giờ tôi làm lấy ra nhé, for e in range. Ở đây là 7. Từ lượt tôi lấy ra. Tôi đặt là x bằng dq. Dq lấy ra. Xong tôi pin ra ngoài cho đúng rồi. Thì nó sẽ phải in ra cái, chúng ta đưa vào từ 1, 2, 4, 5, 6, 7. Còn chúng ta lấy ra, nhưng mà lấy ra là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In ra như vậy nhé. Đúng không nào? Điều kiểm tra này. À, bị lỗi. Run IDX. Đấy, thì bên này là có lỗi gì đó đúng không? Đây là Q chấm run IDX. Mình cứ quên cái đó đấy. Nó là một thuộc tính của Q mà. Chúng ta có để như này mới đúng. Này, các bạn sửa nhé, tôi sửa, các bạn sẽ gọi các bạn xem sẽ sửa theo quy phần gì để xin đi rồi làm nào, kiểm tra nào. Đấy, chúng ta đưa vào nhé, lấy ra này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lấy ra phần phần tử theo
vào trước thì ra trước, đúng nhé. Đấy, như vậy là ở đây tôi có thể làm lại chỗ này cho hay hơn nhé. A bằng Q, không còn in này nữa, tôi viết ra như thế này để các bạn thấy là đưa vào đưa ra là đúng nhé. Đây này, print. Chuẩn bị đưa vào, đưa vào hàng đợi, đưa vào cái gì, đưa vào x gì, đưa vào lần lượt là từ 1 đến 7, và lấy ra cũng là lấy là từ 1 đến 7, ai vào trước thì ra trước. Chạy thử nhé. Đấy, chuẩn bị đưa vào là 1 2 3 4 5 6 7, đưa ra là 1 2 4 5 6 7. Như vậy là cái phần chưa làm chính xác rồi, vì các bạn chỉ lưu lại cái đáp số này thôi. Đây nhé, để nhắc lại nhé. Như vậy chúng ta sẽ gồm có là cái lớp chúng ta là như thế này, là đây là mô tả cái lớp đây. Thì cái lớp Q này nó có hai thuộc tính là Q và front index. Q là một cái list, là một cái dãy mô tả cái phần tử của hàng đợi. Đấy. Tuy nhiên không phải là phần tử đầu của nó là ở đây, mà phần tử đầu của nó nằm ở chỗ này. Đấy. Là có chỉ số là front index, là cuối của quy. Đấy. Quy đấy nhá. Đầu của quy là nó ở đây. Nó ở đây. Mà chúng ta tính thì phần tử phần index ở đây, còn phía trước đây là có thể nó có đây nhưng mà chúng ta không tính. Bắt đầu hàng đợi bắt đầu từ đây, đấy, bắt đầu từ đây, được chưa? Đó, bắt đầu nó bằng không, bắt đầu quy là rỗng rồi. Đây, kiểm tra khi nào thì quy rỗng, khi nào cũng khi mà cái phân id này nó lớn hơn len quy, len của cái quy nhỏ trừ một, chính xác. Khi mà cái địa chỉ này nó nằm bên phải của cái len quy trừ một. Đưa vào dù append, đưa vào đây là không một thời gian, chính xác. Lấy ra này thì cái lệnh là lệnh kiểm tra này là không một thời gian này, cái lệnh này là không một thời gian này, lệnh này là không một thời gian này, mỗi suy ra là tổng của tất cả các lệnh này là không một thời gian. Mỗi suy ra đã là làm chính xác một điều gì, lấy dữ liệu ra cũng là không một thời gian. Suy ra đây là cái mô hình mà chúng ta đang làm, một mô hình là hoàn toàn chính xác, dùng Python để thiết lập một cấu trúc dữ liệu mới. Bắt buộc phải dùng cấu trúc dữ liệu mới, không dùng được cái list ban gốc của Python, phải mô tả một lớp mới là lớp là Q. Đó. Như vậy là dùng mà để mô tả cái cấu trúc hàng đợi và ngăn xếp, thì ngăn xếp thì chúng ta có thể dùng cái cấu trúc list bình thường trong Python, chúng ta mô tả được trực tiếp thông qua hàm ở trong cái chỗ này. Đó. Còn đối với Q, chúng ta bắt buộc phải ta phải thiết kế một cái lớp mới là lớp Q. Đấy, phần này là phần khó đấy, phần khó đối với các bạn rất là khó luôn, trừ những người tự học công nghệ thông tin ở trường đại học ra thì thế thôi, nhưng mà rất nhiều bạn trẻ học trường đại học ra qua công thi hẳn hoi nhưng mà ra trường là quên hết kiến thức này. Thế mà sắp tới cái này là chúng ta phải đưa vào dạy phổ thông trong chương trình lớp 12, riêng cái Q này là lớp 12 mới học, Q vào này là 12 mới học, còn lớp 11 thì là không không học cái này, lớp 12 không học, 11 không học cái này, mới lớp 1 học cái khác nhé. Đó, thì như vậy tôi vừa mới nói xong phần này, bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo này là cấu trúc dữ liệu mà sẽ học trong lớp 11 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cấu trúc dữ liệu, là cấu trúc dữ liệu là danh sách liên kết, cấu trúc danh sách liên kết, liên kết. Đó. Thì cấu trúc này là cái gì? Từ Anh nó là link link list nhé. Thì nó là một cấu trúc tuyến tính. Cấu trúc tuyến tính. Giống như là list nhưng mà nó không nó mà đơn giản hơn nhiều so với dãy. Nó là cấu trúc mà các phần tử chỉ liên kết với nhau. Chỉ liên kết với nhau thông qua cái kết nối bằng thông qua kết nối bằng cái lệnh bằng cái từ khóa là next, chỉ phần tiếp theo, hoặc là next previous. Thì nó là cái gì nhá,
Đây, cấu trúc liên kết là như này, nó khác với list. Cấu trúc liên kết là như này, là đây chúng ta sẽ có một cái chúng ta sẽ có một cái đèn, nó gọi là một cái là một cái nốt, một cái nốt, một cái nốt hay là một cái phần tử, một cái nốt, thì nó gồm có hạ tối thiểu là có hai phần. Đây là phần dữ liệu data, đây là phần next. Đây là nó chỉ sang phần tử tiếp theo. Đây là data. Đây là next. Nó chỉ sang. Đó. Là chỉ sang. Chỉ sang đến phần tử cuối cùng, nó sẽ là năm. Nó sẽ là đó. Nhưng mà là một dãy các cái giá trị của nó là nó chỉ lấy cái rời rạc, mà chúng ta không truy cập vào từng phần tử một đâu. Vì nó không list, list tức là chúng ta có hẳn địa chỉ A1, A2, A3, A4, A5, AN. Chúng ta có thể truy cập vào một địa chỉ như này. Ví dụ như là AK. Thì cái này nó là list. Thì nó phức tạp hơn rất nhiều. Cái này chúng ta không truy cập được vào. Chúng ta chỉ biết như vậy thôi, nó là một dãy các phần tử liên kết với nhau như thế này. Thì nó gọi là link list. Cũng rất là hay dùng. Cái mô hình list chúng ta hay dùng nhất là gì? Chúng ta, ví dụ chúng ta ở trong nghe nhạc chúng ta hay dùng là có chung ngay, chúng ta hay nghe cái khái niệm gọi là playlist luôn, một cái bản nhạc cùng có một playlist có nhiều nhiều bài hát, 1 2 3 4 5, chúng ta chỉ có thể nghe bài tiếp theo next, chúng ta không thể chỉ huy được, không thể chỉ đạo, không không thể ra lệnh là hãy chơi bài số 3 là không được, chỉ chơi bài chơi bài một xong chia bài tiếp theo theo cho đến hết thì thôi. Thế cái này cũng vậy, đây là một cái dãy phần cái nó một cái link list như vậy nhé. Đó. Thì cái mô hình như sau, cái mô hình chính xác của link list là như sau nhé. Thì mô này nó gồm như sau, nó gồm có hai cái cấu trúc như sau. Một là cấu trúc nó gọi là phần đầu, nó là head, head phần đầu của kia, của cái link list, và hai là cấu trúc của một cái nốt, nốt gồm có hai phần là data, là cái next, là cái con trỏ chỉ sang phần tử tiếp theo. Vẫn chỉ có hai phần tử này thôi, và chúng ta sẽ phải thiết kế như sau đây. Như vậy là một link list là một dãy các phần tử, một dãy các giá trị, nhưng mà nó chỉ có phần tử đầu là hết và phần tử tiếp theo. Chứ nó không có khái niệm là A1, A2, A3, AN, mà chỉ có tiếp theo thôi, phần tử tiếp theo là next là như sau. Đây. Chúng ta có cái hết và chúng ta sẽ chỉ vào phần tử đầu tiên của cái link, list, ví dụ như là 3, số 3. Ta trỏ sang, đây là cái chỗ này, vị trí này là next nhé, trỏ sang phần tử tiếp theo, ví dụ ở đây là số 7, chúng ta lại trỏ sang phần tử tiếp theo, ví dụ như đây là một, đây là hết thì nó sẽ là 5, 5 hết. Đó. Đây đây chính là cái mô hình gọi là link list này. Đây chính là mô hình link list nhé, và chúng ta sẽ phải tìm hiểu nó và thiết lập một cái mô hình dữ liệu để nó thỏa mãn cái điều này. Như vậy thì chúng ta thông qua hết, chúng ta sẽ biết được phần tử đầu đầu tiên, sau chúng ta dùng next chúng ta chuyển sang phần tử tiếp theo, cứ như vậy chúng ta chuyển từ đầu đến cuối. Như vậy chỗ này đi về xuôi về về một chiều thôi, không thể đi ngược lại được nữa, mô hình này là không thể đi ngược lại, chỉ đi từ đầu và đến cuối thì giờ phải dừng lại. Đó, thì đó chính là cái mà tôi muốn chúng ta cần phải mô tả một cái này nhé. Và đối với link này thì chúng ta chỉ có một lệnh, là chúng ta có hai lệnh thì các thao tác cơ bản đây nhé. Các lệnh cơ bản cần phải là các lệnh cơ bản. Một là tạo một cái
tạo một cái link rỗng. Thực hiệu L là rỗng, như là thực hiệu như này là rỗng nhé. Động hai là chúng ta sẽ lệnh, hai là lệnh duyệt, duyệt các phần tử từ đầu đến cuối, duyệt các phần tử của list, các cái phần tử từ đầu đến cuối. Lệnh thứ ba, lệnh là đưa một phần tử vào, đưa một cái phần tử vào, đưa một cái nốt đấy, đưa một phần tử vào vào một cái link list. Và lệnh thứ tư là lệnh là xóa một phần tử của bất kỳ thật là sao nhé, của link list nhé, link list. Các bạn có thấy hơi giống là hàng đợi của các sếp không, cũng là tạo cái rỗng này, tạo hàng đợi rỗng này, rồi là duyệt này, cái đây thêm là duyệt nữa. Mà đối với hàng đợi và các sếp thì chúng ta dùng chung list chúng ta làm thì nó duyệt rất dễ dàng, còn đây thì không phải dùng không, đây không phải là list nhé, mà nó chỉ là các ô, các cái này dễ dàng này thôi, chứ nó khó rất nhiều lần. Duyệt đúng không, là đó là lấy một phần tử ra thì nó hơi giống là đối với hàng đợi và ngăn xếp, và xóa phần tử đưa vào và lấy ra. Thì cái lệnh này, lệnh này yêu cầu nó là không một thời gian. Lệnh duyệt thì yêu cầu nó là không em phần duyệt, đúng anh em phần tử n thời gian. Lệnh đưa phần tử vào là không một thời gian, và lệnh lấy ra là không một thời gian. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập cái mô hình này nhé. Đấy. Thiết lập cái mô hình này. Được chưa? Ngay bây giờ. Thế bây giờ cách làm như xong mình tôi mô tả, nhưng tôi mô tả bây giờ cái duyệt chúng ta làm đơn giản, chúng ta đây bây giờ nhé. Bây giờ cái việc tạo mà này chúng ta sẽ không làm cái này, chúng ta làm sau cái việc này là chúng ta dùng cấu trúc mà dùng cái mô hình class của Python chúng ta làm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mô tả ba cái này. Được chưa? Đây nhé. Đây. Thì để thiết lập một cái link list thì chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần tạo hai cấu trúc sau. Cấu trúc một là cấu trúc gọi là link list nhé. List nó chỉ có một cái nó có một cái thuộc tính là head. Cái head là nó chỉ vào phần tử đầu tiên của node của cái link list đó nhé. Và hai là cấu trúc node. Node này thì nó sẽ có hai cái thuộc tính. Một thuộc tính là kiểu như là key, là cái khóa, là cái nội dung của node đó, và hai là cái next, là con trỏ chỉ sang phần tử tiếp theo, key và next đây nhé. Vậy cái node là nó như thế này, nó là như này. Key tôi dùng cái data thì phần đó chính là key đấy, key đây là next. Còn l là cái này, là cái head rồi đây. Nó trỏ vào đây. Đấy, trỏ vào đây nhé. Trỏ vào. Đây là một cái nốt này. Nốt. Đó. Đây là một cái LL. Đấy, trỏ vào. Còn chúng ta có thể là đây là trỏ tiếp. Cứ như vậy ta trỏ tiếp. Cho đến hết thôi. Cho đến hết làm cái cuối cùng nó sẽ là năm nhé. Nó sẽ là năm thì ta dừng lại. Chuyện này hơi khó một tí đúng không? Vì chúng ta sẽ cùng nhau, chúng ta sẽ tìm hiểu. Và bây giờ tôi sẽ thiết lập cho các bạn xem. Thế bây giờ trước khi mà chúng ta thiết lập thì chúng ta sẽ mô tả cái gì? Chúng ta sẽ mô tả cái
cái mô hình của hàng lệnh tôi muốn nói đấy. Hàng lệnh là một cái lệnh là ba lệnh: lệnh tìm kiếm, lệnh tìm kiếm, giờ chúng ta có LL rồi đúng không, và chúng ta sẽ tìm kiếm duyệt duyệt chứ phải duyệt các phần tử từ đầu cuối. Tiếp theo là lệnh đưa phần tử ra, đưa phần tử vào, và hai là xóa phần tử. Thì chúng ta làm như sau nhé, để chúng ta làm như sau này, chúng ta tổ làm như vậy. Chúng ta giả sử, chúng ta có giả sử đã có hai cấu trúc LL và nốt rồi, đây là chúng ta làm rồi, có rồi nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta làm như sau, là chúng ta có hai cái này rồi. Rồi, chúng ta như sau này, bắt đầu nhé. Chúng ta, bây chúng ta viết, tôi viết một thuật toán đã, sau chúng ta sẽ làm trên máy tính sau này. Một là chúng ta tạo tạo một cái danh sách rỗng, kiểu là L nhé, một cái kiểu là L, L là linked list, chỉ là một danh sách móc nối tiếng Việt nhé. Hay tiếng Anh là link list. Đó. Thế là như sau. Thế làm là L, tôi viết L bằng L, L thế này. À, thế này là chỉ là cái này tạo rộng. Cái này là cái chúng ta biết đối với Python dễ dàng rồi. Thì như mình ghi hiệu L là cái này. Được chưa? Như vậy L là tôi tạo ra một cái danh sách rộng. Tạo một danh sách một nội rộng. Lệnh thứ nhất nhé. Lệnh thứ hai là lệnh duyệt, duyệt các phần tử của L. Làm như này, như vậy chỗ này chỉ có một lệnh thôi, chỉ có một lệnh để như này, để trên ta lệnh duyệt này, duyệt nhé, duyệt là như thế này nhé. Có L rồi, duyệt tôi kêu là dùng lệnh gì, dùng lệnh là duyệt nhé, dùng lệnh gì, dùng cái hàm là hàm show đi, show L, đây là cái hàm, hàm này là sẽ duyệt duyệt tất cả các phần tử của L, của danh sách L, danh sách mới L. Được chưa? Cái làm như sau này, chúng ta đặt x bằng L hết, nhưng mà đây chính là cái phần tử đầu, đây chính là cái phần tử đầu tiên của danh sách đây nhé. Đúng không nào? Đây chúng ta làm như sau, bây giờ là y, chúng ta dùng lệnh y, x khác năm, khác ngăn thì chúng ta gì, chúng ta mà thì chúng ta mà print print x key in ra, và chúng ta gọi là x gì bằng x next. Đây chính là lệnh, là đây chính là cái lệnh gì, lệnh là cái hàm, hàm này là hàm là một hai ba bốn, hàm là in ra tất cả các phần tử của cái dãy, của cái danh sách này móc nối L. X ở đây trừ năm, x mà khác năm thì chúng ta in cái x key ra, in cái khóa thì cái kia phần dữ liệu của x là sẽ có chuyển sang phần tử tiếp theo. Nhưng mà khi trên cái nào mà x bằng rỗng, chúng ta dừng lại. Cái đấy là lệnh oan này, có phải đúng n phần tử không? Cái này nó chỉ là cái này chỉ là on thời gian. Rồi. Lệnh tiếp theo nữa là cái lệnh gì? Đọc thêm này nữa, lệnh là tìm kiếm, lệnh tìm kiếm, lời bài toán là cho L và khóa K, vì lệnh này là kiểm tra xem trong L có giá trị K hay không. Này cái bài thứ hai này là thêm vào nhưng cũng rất quan trọng, cái tìm kiếm là cái quan trọng nhé.
tìm kiếm, kiểm tra xong là phần tiêu hóa K này có ở trong L không, nếu có trở về là true, không có thì trở về là false nhé. Trả về true nếu tìm thấy, trả về false nếu không tìm thấy. Bây giờ ta đây cấu trúc mà nó sẽ cũng nối này, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tìm kiếm được. Thì lệnh này nó giống như là nó giống hơi giống với lệnh là show ở trên. Đây này là có ký hiệu là như là cái hệ là search, dùng lệnh search nhé. Hàm này là hàm search. L, đây là K. Đấy. Hàm này là hàm search. Kiểm tra xem là ở trong L có K hay không. Được chưa? Đấy. Thì làm như sau này. Là như sau. Mình làm sau nhé. Đây, chúng ta đặt x bằng l chấm hết. Đây chính là phần thử đầu tiên của dãy nhé, của cái list đó, của cái link list đó. Bây giờ chúng ta là y x khác năm năm n x p khác k, thì chúng ta cho x bằng x chúng ta cho x chuyển cứ chuyển sang phần tử tiếp theo cho đến khi nào mà hoặc là x bằng năm, tức là về cuối của linked list sẽ không nhìn thấy, hoặc là x khi bằng k thì cũng dừng lại. Vậy tới đây ta kiểm tra, đây là if x mà là khác năm đấy thì return true là có tìm thấy. Ngược lại else else thì return false. Đây chính là cái lệnh, thì cái lệnh này cũng là mất ôn ở thời gian mà chúng ta sẽ phải 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 lệnh ngoài này là di chuyển dọc theo cái link list cho nên mất lại hồi nửa thời gian. Mình chúng ta sang lệnh thứ tư là lệnh là đưa một phần tử k vào link list l. Khó hơn rồi nhá, đưa một phần tử thì ta đưa vào như thế nào. Đây chúng ta làm như sau, thế làm như này này. À, đây là cái head này, đúng không? Đây là phần tử đầu tiên này. Phần tử tiếp theo này. Đây. K nhé. Thì chúng ta tạo ra một cái mốt mới. Đây là K. Chúng ta làm như sau. Chúng ta tạo mốt mới, sau chúng ta sẽ cái head này. Chúng ta sẽ trỏ vào đây. Cái này chúng ta chọn vào đây. Đấy, chúng ta chèn cái này, chèn cái nốt này vào giữa hết này và cái chèn vào đầu của cái list vậy chúng ta đưa vào được. Và cái việc chèn này vào là mất không một thời gian mà chúng ta chỉ có một lệnh, lệnh này là một lệnh này là hai, như vậy mất không một thời gian. Đó. Đây là cái lệnh mà đưa một phần tử k vào l, tức là mất không không một thời gian nhé. Cái làm như sau, tôi dùng lệnh lại là dùng cái hàm là hàm insert insert l và x. Hàm này như sau nhé. Đây. Sẽ đơn giản như sau này. Chúng ta đây là k chứ, đây k nhé. Chúng ta x thì chúng ta đặt là dùng cái cấu trúc nốt đấy, nốt này. K. Chúng ta tạo một cái nốt là có khóa là k, dùng lệnh là dùng này. Nhắc lại lệnh đi nốt là một cấu trúc dữ liệu. Là một cái class. Đã. Này. Sau đó chúng ta làm như sau,
Chúng ta đặt là x next cái này này. Đó, cái này nhé, cái này này chúng ta gán nó bằng bằng l hết. Đây chính là cái lệnh này này, lệnh này này. Tiếp theo chúng ta đặt là cái l chấm hết này. Đúng ba lệnh này. Chúng ta chèn xin là vào đây, chúng ta cái là trên xin đây này, chúng ta đặt xin là gọi cả xin vào nốt ga đây nhé, x next bằng là hết, chúng ta gắn cái này vào đây. Đó, vào đây 1 này, 2 này, 3 lệnh chỗ này này, chỉ là lệnh lệnh 2 ở đây này, 2 2 ở đây nhé, lệnh lệnh thứ 3 là chỗ này này, 3 chỗ này này. Lệnh 3 là nối hết, nối hết này với xin hai là x next cho vào đây. Đấy, như vậy là làm đúng mà đúng không một thời gian, ba lệnh không một thời gian. Rồi, sang lệnh thứ tư, lệnh thứ năm là lệnh xóa. Xóa một phần tử. Xóa một phần tử. Xóa phần tử của L và lấy phần tử đó ra, lấy giá trị ra. Giống như là đối với ngăn xếp hàng đợi. Thì đã lấy giá trị của đó, trả vào giá trị, xóa đi. Cái nào chúng ta xóa phần tử đầu tiên. Nha. Nào, chúng ta bị chúng ta xóa này. Đấy. Rất đơn giản thôi. Nha. Xóa đây, đây này là delete, không phải delete mà lấy ra mà không dùng delete mà tôi sẽ dùng cái từ hàm mình muốn lấy ra mà tôi dùng cái dùng lệnh gì nhỉ, dùng cái kiểm tra xong dùng cái chữ gì hợp lý chỗ này, nhưng mà dùng delete thì là để xóa hẳn thôi, tôi muốn trả về giá trị thì dùng xóa và trả về giá trị. Đối với ngăn xếp thì chúng ta có cái lệnh lệnh pop thì hiểu rồi, đối với hàng đợi chúng ta có cái lệnh là đề queue, thằng này chúng ta chưa chưa có cái từ mới, tôi tìm hiểu xem là chúng ta nên dùng một từ nào cho hợp lý, tôi dùng từ delete không hay là thôi dùng delete đi nhé, tôi bây giờ xóa đấy nhé, không chưa cần lấy thật, tôi cũng lấy ra delete. Delete. L. Xóa không cứ tiền đi nước ngoài và trả lại key của phần tử bị xóa, xóa được chưa, làm như sau này để chúng ta kiểm tra xem là cái L này có phải rỗng không đã nhé, thì cái điều kiện rỗng như này là if L hit lệnh này mà khác năng thì mới là rỗng, chứ còn bằng năng thì ta không phá được nữa nhé. Đó thì là cái hit này nó chính là cái phần tử đầu tiên. Đó, thì chúng ta làm như sau này, ta làm như sau nhé, cái làm như sau này, đây tôi vẽ này cho bạn xem nhé, cái làm như sau luôn, muốn xóa đây này, đây là cái hết nhé, hết này, đây là phần tử đầu tiên này, phần tử thứ hai này, tử thứ ba này, để nối vào đây này, cái hết này chính là cái phần tử đầu tiên này, là như sau này, chúng ta lấy cái gì để ra, xong cái hết này chúng ta nối nó vào đây là xong, ta nối nó vào như này. Đấy là xong. Được chưa? Đấy vì nếu hết mà khả năng là như sau này. Chúng ta gọi K bằng L hết và key chúng ta để cho lấy ra. Sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta đặt là L hết bằng L
Em mix đây chính là cái lệnh này, lấy ra và xóa. À, và dưới đây chúng ta thích thêm một nữa là return nhé, return return k, chúng ta lấy ra được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ viết chương trình nhé, từ đây tôi biết làm nhiều quá, tôi viết chương trình thì bạn để các bạn thấy thấy ngay nó là như thế nào, nó rất là dễ thôi, không có gì cả, được chưa? Rồi bây giờ tôi làm như sau này, viết chương trình cho các bạn này. Tạo một cái link đơn giản nhé. List. Nó sẽ là đặt tên nó là link list đơn giản. Chúng ta cần hai cái khóa, à, cần hai cái lớp. Đầu tiên là cái lớp là gì, là nốt nốt chúng ta cần cần kia cần chút xem nốt này nó như nào thôi, các hiểu không? Nốt nha. Tôi làm nó cũng rất đơn giản, nó kiểm tra lại một chút thôi, nó rất đơn giản, không gì là khó cả. Này ta cần có hai cái đây nốt nhé, mà như này ta cần một cái tiếp này, nốt này là nó có hai cái self và key, thì self key sẽ bằng key, và cái thứ hai là self và next thì mặc định nó sẽ là none. Nhưng mà đây chỉ là cái cấu trúc của cái nốt nhé, đây không phải là mà đây là class note, là cái lớp đầu tiên là cái lớp note. Đấy, cái thứ hai là list, list thì nó chỉ có một là cái head thôi, không có gì cả nhé, mặc định là nó mở rộng đây head này, init self này đơn giản, thì nó chỉ có là self chấm init năm. Đấy. Vậy cái class nó thứ hai là rất rất đơn giản như vậy, chưa? Tạo ra một cái mặc định là cái hết tiền năm là rộng nhé. Đó. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi bắt đầu thực hiện những cái lệnh của nó nhé. Chúng ta xem là như lại cái lệnh của nó đây. Đầu tiên là cái lệnh lệnh show, được chưa? Lệnh show là như này nhé,
Rồi này. X bằng L hết này. Đó. Sau đó chúng ta là Y. YX. M. À. Nó sẽ lại cái câu chuyện của chúng ta là làm vậy nhé. Đây, bây giờ một chút thì show nha. Show. Gần phải không năm đó là được không năm nhé. Print x key là x bằng đấy, sâu là như thế nhé. Chúng ta nhớ lại cái hàm với hàm sâu đây. Sớt này, show này. Đấy. X là hoa chỉ khắc năn người ta pin đưa ra như này. Đấy. Tiếp theo là cái search. Search. S. Và tìm cái khóa K. Xem là nó có nó trả về, nó sẽ trả về true nếu mà tìm thấy K. Và ngược lại thì nó không tìm thấy K. Ta đặt x bằng L được chưa? Y x h5 n x key khác k thì ta cho x khác x bằng x key kiểm tra đây if x khác năm thì return true else return false. Và đây lệnh nhỉ. Duyệt. Còn đây là đây chính là duyệt. Duyệt. Duyệt danh sách. Còn cái này là tìm kiếm. Cả hai cái này đều là ON hết nhé. Thằng này là ON. Duyệt danh sách là ON. Bây giờ chúng ta sẽ làm hai cái lệnh tiếp theo là lệnh chèn và lệnh xóa. Dep này. Insert. Đưa phần tử, đưa cái khóa K vào. Đưa cái khóa K. Làm như sau. Chúng ta đặt x bằng nốt K. Cái này nhé. Nốt K. Tiếp theo là chúng ta x thì chúng ta next chúng ta gán nó bằng l hết cuối cùng là l hết x này chúng ta đây chỗ này nhé, chúng ta chèn nó vào này. Đây, x này, chúng ta make tôi đưa nó vào đây. Đưa vào là hết, gọi là hết tôi lại nối, tôi chỉ nó vào x. Và cuối cùng là cái lệnh xóa.
mà tôi cũng trả lại phần này, tại nhà delete này, delete phần từ đầu tiên của L và trả lại nhé. Trả lại sau này vì là if chúng ta phải if và L mà hết H5 thì như này. Được, năm thì làm như sau, thì chúng ta đặt k bằng l chấm s chấm key, sau đó chúng ta l hết là gạt bằng là l chấm hết next đi thường cả. Chỗ này này, chỗ này là ta nối số hạ này, con thẳng từ đây vào đây hàng sau này anh em. Bây giờ ta làm thử cái chương trình chính làm kiểm tra nhé. Chín nhé. Chín như sau này, chúng ta đặt một cái dãy A bất kỳ nhé, 2 3 1 0 10 5 7 bất kỳ. Rồi chúng ta đặt L là một cái linked list rỗng, biết như này. Đấy. Và bây giờ chúng ta for a in a, chúng ta sẽ đưa vào nè, chúng ta được là insert l và a, và chúng ta sẽ show cái l đây nó đúng không đã. Chạy thử nhé. Chúng ta chèn vào đầu, cho nên là khi mà chúng ta in ra nó sẽ phải lên thứ tự ngược lại, in ra 7 trước 5 trên 6 trên 2 ở đây nhé, chị thử đúng không? Món lỗi không? Đấy, in ra là 7 này, 5 này, 10 này, đó. In ra thứ tự ngược lại. Vì tôi muốn in thêm hàng ngang, tôi làm như này, để show rồi, show rồi. In đi trên hàng ngang nhé. Tôi sửa cái này một tí, in trên hàng ngang n bằng vậy. Như vậy ta chèn vào là chèn vào nó sẽ in ra theo tự ngược lại, chèn vào là 2 3 1 0 10 5 7 in ra nó sẽ in ra theo tự ngược lại đây, 7 5 10 0 1 3 2 đấy, chính xác rồi. Bây giờ chúng ta xóa này 2 4 6 7 chúng ta for i in range 7. Đó chúng ta làm như sau, chúng ta được đặt k bằng delete này, delete l slot print k, chúng ta xóa từ bên trái sang bên phải. Mình không xuống dòng, để cầm chút chơi gom cho lại xuống dòng, đây lấy cho yên tâm nhé, xuống dòng green bắt đầu xóa. Xuống dòng một tí đi nào. Đưa vào là 7, 5, 10, xóa cũng là 7, 5, 10, 0, 3, 2, chính xác. Đó, như vậy tôi vừa trình bày cho các bạn xem là cái cách chúng ta tạo ra một cái gọi là cái linked list.
Nó có chút mít đơn giản ở trên Python. Cái chương trình này là có trong lớp 11 đấy. Chương trình của chúng ta như sau: là lớp 11 là có học về linked list. Đến lớp 12 thì mình sẽ học cái hàng đợi và ngăn xếp. Đó, như vậy tôi vừa chỉ nói như vậy thì tôi thấy là các bạn chung rất là khó đấy, chung là đối với người nào mới thì đúng là cực kỳ khó luôn. Cái này nó không đơn. Chúng ta phải tìm hiểu một cách. Sao? Thế thì cậu em xuống xuống phần cuối vậy ạ? Chỗ nào xuống phần cuối này hả? À? Vâng, phần cuối thầy vừa thêm ấy ạ. Dạ vâng. Chỗ này là mình kiểm tra thôi, còn ở trên ta làm đúng rồi, ở đây chỉ là mô tả, kiểm tra lại xem ở trên làm đúng hay không thôi nhé. Vâng ạ. Theo tôi thì chúng ta nên dừng ở đây thôi. Theo tôi thì là không, các bạn học thêm rất là khó. Thì các bạn về các bạn nên xem cuốn sách mà tôi viết đấy. Sách viết tôi nhiều hơn nhiều so với cái gì mà tôi làm và nói ở đây, mà nhiều hơn cả chương trình mà chúng ta sẽ dạy trong trong tương lai. Thì các bạn cứ xem cái cuốn sách mà làm người nhà cuốn sách nhà mà cái môn toán đấy mà tôi vừa in xong đấy. Trong Vâng ạ. khoảng 10 ngày nữa tôi sẽ ra một cuốn thứ hai, cuốn sách nữa là quyển là mô tả lại toàn bộ kỹ thuật toán trong cuốn sách kia, nhưng mô tả lại hoàn toàn bằng Python. Đó thì các bạn sẽ theo tôi, các bạn nên mua tiếp cuốn thứ hai nữa. Thì cái hai bộ đó nó là một bộ, nó là vừa mô tả toàn bộ thuật toán vừa mô tả toàn bộ tất cả cài đặt thuật toán đó trên Python để thành một bộ hoàn chỉnh nhé. Thì cái bộ Dạ. sách thứ hai như vậy là khoảng đến phải đầu tháng 6 mới có. Thế ạ. Vâng, khi nào có thì thầy thông báo cho cả lớp. Đó, lên 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 đấy nhá, lên lớp mình nhá. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Chào thầy. Rồi, chào các bạn. Chào thầy.